Thấy chưa? Hallelujah. Rồi, con. Rồi, con chào cha và cộng đoàn ạ. Con là Teresa Nguyễn Thị Liên, 39 tuổi, con ở giáo xứ Lam Sơn và là giáo phận Thanh Hóa ạ. Vì con được khai ơn của Chúa. Và là thứ nhất là con của con khi đang còn đi học cấp 2 là con của con ham chơi game lắm. Cứ đi học về thì mẹ hỏi sách vở con ở đâu, con bảo là con đang gửi bạn, đi hỏi bạn thì các bạn cũng không gửi. Thế về đánh hỏi thì cứ bảo là con đang gửi bạn, mẹ không tin à. Đến ngày hôm sau con lại thấy con của con không có cái áo mưa, cũng không có dép về, mũ về. Con hỏi thì con cũng cứ bảo là gửi bạn. Đến 1-2-3 tháng sau con mới thấy các bạn ấy nhắn là con của con chơi game ham quá thì bị cái nhà game đó người ta giữ đồ hết rồi, không cho giữ. Là con của con biết được có tội, từ đó trở đi là cứ bữa nào mà chơi game là con của con không về, là bỏ đi đến các cái đền thờ của Phật đó, là đi kiếm bánh, kiếm kẹo, kiếm các thứ. 11-12 giờ đêm cũng cứ các con cứ đi tìm nhưng mà là tìm không thấy. Đến bữa mà được người ta báo về cho thì lên để đi chùa con. Con dẫn con về thì con cũng có hứa nhưng mà chỉ được có một vài ngày thôi. Rồi hôm sau đi học lại cũng cứ tiếp tục như giữ. Cứ đi chơi game là kinh không về nhà nữa, là cứ đến các cái nhà mà người ta đi làm ăn xa, người ta không có nhà đó ngủ. Rồi bữa thì ngủ ở chuồng lợn nhà người ta này, bữa thì ngủ ở chuồng trâu. Họ cứ tưởng là cái trộm thế, họ lùa họ bắt. Họ báo cho gia đình con đến thì nhận con về. Chứ thì đúng là người làng con ở họ có đi vô cha đây đi khấn lòng thương xót. Thì đúng con thì con bị bệnh yếu tim mà con say xe con không đi được. Con đến con nhờ người ta thì người ta cầm thư của con vô nhờ cha khấn. Tự dưng con nhờ con không chơi game mà cũng không phải đi tìm đêm, không phải đi đến các cái đền thờ nữa. Bây giờ ngoan lắm cha ạ. Dạ, tên là Trịnh Công Tài ạ. Dạ, con 16 tuổi. Còn ơn thứ hai là chồng con bình thường thì rất chỉ là hiền, mà cứ mỗi ngày mà uống rượu vào thì là về là cứ hành hung, mà phá phách hết đồ dùng trong nhà, là phá hết đi, không còn biết là cái gì. Các con của con cứ gọi ra là cứ nuối lung tung trời đất. Bắt con nấu canh thì cứ canh nhạt, đổ đi nấu canh khác. Bắt nấu canh khác thì lại chê là mặn quá. Rồi bắt tay ăn, bắt con bữa thì bắt cá con ăn cơm không hết cả cái nồi cơm ở dưới. Chứ là con cũng nghe được người ra những ai mà làng xóm họ khỏe mạnh họ đi vô cha để khấn, là con đều gửi thư. Thì cứ được vài hôm sau họ về là thấy chồng con là cứ từ từ dần dần dịu dần, mà nói những lời lẽ với các con của con này ngoan hiền lắm. Mà các con muốn nghe lời của trước đây nó cứ nọ nạt hắn là hắn kinh là hắn đi không dám về nữa, là hai ơn của Chúa ạ. Nay là dạ chồng con thì trước đây lấy con thì không có rượu chè, nhưng mà được 5-6 năm về đây này là chồng con là rượu chè nhiều, mà thuốc thang thì thuốc lá hay thuốc lào không hút mà chỉ có rượu thôi. Vâng, nên là hôm nay thì chồng con có biểu là thôi em say cũng cứ cố gắng đi vô khấn, thì khấn cho anh cả đôi chân cho anh nữa, này mai tê anh khỏe rồi anh dẫn con trai nữa vô để tạ ơn Chúa. Hôm nay con vô đến đây rồi con cũng xin con làm chứng ạ. Được mấy cháu rồi? Dạ con được hai con trai lớn cả rồi cha ạ. Dạ 18-16 tuổi rồi ạ. Là thấy cái bệnh nghiện game bây giờ là cái nó khủng khiếp lắm. Rất nhiều gia đình, không những là đứa con mà cả ông chồng cũng bị bệnh nghiện game, còn hơn cả là mê vợ nữa. Và đứa bé này nó nghiện nặng đến mức độ mà không có cần ăn uống gì. Đói quá thì vào mấy cái miếu cái đình lấy cái đồ cúng mà ăn. Rồi đêm thì đang ngủ chuồng trâu, chuồng lợn. Cái mức độ người ta tưởng là trộm, người ta bắt, rồi cùng bố mẹ phải đi đánh về. Tôi biết là cái độ của cái thằng này là cứ khiếp lắm rồi, mà cái tuổi là cái tuổi ngang, tuổi 16, 17 nó bẻ gãy sừng trâu, nó ngang ngược vô cùng. Vậy mà chị ấy gửi cái thư khấn vô đây, chị chưa vô được, mà Chúa đã biến đổi cái thằng con trai, rồi biến đổi luôn cả người chồng. Người chồng là rượu vô là nấu canh mặn quá chê đổ đi, nhạt quá cũng bắt mẹ mày sơi hết, rồi nấu cá nấu cơm bắt mấy đứa con ngồi ăn trước mặt tao cho hết cho tao. Tôi thấy nó rượu nó vô nó ngang ngược, nó không còn tính người. Vậy mà bây giờ cả con được ơn, cả bố được ơn,
Và người vui sướng nhất là ai? Đây là ai? Là con ạ. Su cười tươi chưa kìa. Đó là người mẹ và người vợ đau khổ bao nhiêu năm trời, và chị là người hạnh phúc nhất. Hôm nay chị đứng đây chị làm chứng, mặc dù chị là người đi rất là say xe đúng không? Say xe lắm chả. Con vào đến đây nhưng mà con lại thấy con khỏe quắn lắm rồi. Nhưng các bà cô con có khuyên con với rằng là giữ mà trước khi đi cứ nô, nhưng mà vô đây con khỏe mạnh chả. Rồi con ăn bánh trung thu không? Dạ. Con bánh trung thu không? Dạ không, con lớn rồi ạ, con nhường cho các trẻ khác thôi ạ. Rồi mời con lên. Xin chào cha và chào cộng.